Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, tàu Cảnh sát biển 2004 thuộc Hải đoàn 42, vùng Cảnh sát biển 4, đã phát hiện tàu cá mang số hiệu TG90659TS của ngư dân Tiền Giang đang chở khoảng 50.000 lít dầu diesel. Qua kiểm tra, thuyền trưởng của tàu này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Hiện lực lượng chức năng vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện, tang vật về cảng Hải Đội 401 ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để điều tra xác minh làm rõ, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và cán bộ thực hiện nhiệm vụ.